Xin chào các khán giả thân mến. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi video của mình được mọi người xem. Và tôi rất biết ơn các bạn đã dành thời gian cho lịch trình bận rộn của mình để xem video của tôi. Mong các bạn xem xong có thể giúp chia sẻ. Hãy để nhiều người biết về nó hơn. Mang lại niềm vui cho những người bận rộn hơn và làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc hơn. Và tôi cũng mong mọi người có thể cho tôi một like. Đó cũng là sự ghi nhận tốt nhất đối với tôi. Tôi rất biết ơn. Bí quyết trường thọ của ông Yu Sheng Quang. 110 tuổi là chỉ cần một hành động nhỏ, thực hiện một vài động tác bạch hổ quyền, tiếng Trung là bái hú choán. Đây là triết lý mà ông ấy đã nhận ra trong cuộc đời mình. Hãy giãn cơ nhiều hơn sau khi ngồi lâu. Đây là lời khuyên dành cho những người ngồi văn phòng. Nó cũng là vũ khí thần kỳ giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng. Ngày nay, tuổi thọ của con người bị phân cực. Người biết giữ gìn sức khỏe và quan tâm đến sức khỏe thì ngày càng sống lâu hơn. Nhiều người trên 80, 90 tuổi vẫn nghe và nhìn rõ. Nhưng cũng có không ít người mắc phải các bệnh mãn tính khi còn trẻ hoặc thậm chí tử vong sớm. Tôi tin rằng mọi lứa tuổi đều có thể tập giãn cơ và không cần phải học. Trên thực tế, một trong 10 điểm mấu chốt trong việc giữ gìn sức khỏe của người xưa là luôn giãn cơ, là câu nói cổ xưa giúp giảm mệt mỏi, bổ máu và nuôi dưỡng trái tim. Nó đặc biệt phù hợp với những người đang ngồi ở văn phòng như chúng ta. Hầu hết mọi người ngồi làm việc nhiều thời gian. Theo thời gian, các cơ trong cơ thể có xu hướng căng thẳng, khiến toàn bộ cơ thể cảm thấy đau nhức, khó chịu. Chắc hẳn ai cũng từng trải qua khi ngồi lâu trước máy tính mà cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, thì khi đứng dậy và vươn vai sẽ ngay lập tức cảm thấy thư thái, minh mẫn. Mời bạn xem và tập bạch hổ quyền, bái hú choán. Tiếng Anh là White Tiger Boxing. Cùng ông Yu Sheng Quang, 110 tuổi nhé. Đây là một video cũ từ khi ông ấy còn trẻ. Đến giờ xem lại vẫn khiến người ta thích thú.
Tóm lại, chỉ cần bạn kiên trì, bạn có thể đạt được hiệu quả thần kỳ là kéo dài tuổi thọ. Nếu bạn muốn biết thêm những điều lạ lùng, thú vị và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, thì hãy theo dõi kênh YouTube của tôi, Dr. Đỗ Nguyên Thiếu Official. Tôi sẽ chia sẻ những bài thuốc cổ truyền, những giai thoại, câu chuyện cuộc sống với các bạn tại đây mỗi ngày. Tôi chúc tất cả các bạn một cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt.